Thứ năm ngày 7 tháng 7. Tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Huấn từ truyền giáo. Thánh Agostino từng nói rằng: Ai đã yêu thì không còn cảm thấy đau khổ, mà giả như có cảm thấy cũng sẽ yêu luôn đau khổ. Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã sai các môn đệ đi thực tập sứ vụ tông đồ. Đức Giêsu nhắn nhủ các ông ba điều. Trước hết, Đức Giêsu bảo các ông phải rao giảng nước trời. Đó là nội dung sứ điệp các ông phải giảng dạy. Thứ đến, khi đi truyền giáo, Đức Giêsu bảo các ông hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa. Nghĩa là người môn đệ ra đi truyền giáo phải có tấm lòng quảng đại thênh thang, thoát ly khỏi vòng lôi cuốn của vật chất tiện nghi. Thứ ba, Đức Giêsu cho các ông biết công việc rao giảng sẽ không là một công việc dễ dàng. Tóm lại, người tông đồ của Chúa phải biết chấp nhận mọi hoàn cảnh, thành công cũng như thất bại. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa là ra đi rao giảng nước trời, tức là rao giảng về Đức Giêsu, về tình thương của Người bằng chính đời sống của chúng con. Amen.